Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây mua bán dâm quy tụ nhiều hoa hậu Á Khôi, Hot Girl, người mẫu, Hot TikToker tham gia bán dâm với giá bán dâm lên đến hàng trăm triệu đồng. Và theo cơ quan công an thì khách mua dâm là những doanh nhân, những người có tiền ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Và để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng thì người môi giới thường xuyên thuê các căn hộ cao cấp được bảo vệ nghiêm ngặt là nơi mua bán dâm. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, đường dây môi giới bán dâm này do Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh cầm đầu. Nhằm thuận tiện cho việc tìm kiếm các gái mại dâm, Liêm và Vân Anh đã móc nối với Đỗ Tiến Hải, ngụ tại Hà Nội và Bùi Minh Tuấn, ngụ Hưng Yên để cùng tổ chức hoạt động mại dâm trên toàn quốc. Để thu hút gái bán dâm tham gia vào đường dây mại dâm do mình quản lý, Tuấn xây dựng hình ảnh sang chảnh anh ta thường xuyên đăng tải hình ảnh mua sắm hàng hiệu đắt tiền để lôi kéo, tiếp cận các người đẹp mua bán hàng, chú ý các cô gái trẻ đẹp, có danh tiếng, danh hiệu, nhằm lôi kéo họ vào đường dây mua bán dâm. Riêng Liêm và Vân Anh khai nhận liên hệ với nhiều cô gái bán dâm, trong đó có người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Giá mỗi lần bán dâm dao động từ 45 đến 200 triệu đồng, tương đương từ 2.000 USD đến 10.000 USD. Trong đường dây này, Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm. Mỗi lần môi giới các hoa hậu, hoa khôi, người mẫu ảnh thành công, Liêm và Vân Anh được hưởng từ 1.000 đến 2.000 USD một lần. Trong đường dây này thì đáng chú ý có một người đẹp ngụ quận 4 từng là Hoa hậu Thế giới người Việt thực hiện hành vi bán dâm với giá là 200 triệu đồng. Ngay sau khi thông tin được đăng tải thì trên mạng xã hội nhiều người nhắc tới hai người đẹp từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt được tổ chức trong nước vào năm 2007 và 2010 là Ngô Phương Lan và Lưu Thị Diễm Hương làm ảnh hưởng tới danh tiếng của hai Hoa hậu này. Và trong khi đó thì theo thông tin từ công an thì người đẹp bán dâm với bị bắt đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt được tổ chức ở Thái Lan, chủ yếu dành cho các người đẹp ở cộng đồng hải ngoại tại quốc gia tổ chức và một số người đẹp từ Việt Nam sang dự thi. Cuộc thi này không có danh tiếng và uy tín như các cuộc thi được tổ chức trong nước. Người này sinh năm 1987, nhưng thời điểm đăng quang thì khai là sinh năm 1996.